Xin chào các bạn, clip này thì mình sẽ review về bộ skill của Evental. Evental vừa được búp chiều nay ở bản tiếng Trung. Bản tiếng Anh và bản đài cũng tương tự được búp rồi. Y nó sẽ xuất hiện ở sự kiện Big War 2 tuần tới ở bản tiếng Anh. Về quà, nó sẽ sử dụng quà của hệ thường, siêu và bóng tối. Duyên của nó, dòng cuối sẽ cộng thêm 7,5% tỷ lệ bạo kích. Đây là một con dạng tấn công. Tuy nhiên, tại sao nó lại sử dụng Potential dạng kỹ? Bởi vì là trong hai lượt đầu nó không hành động, mà bộ tiềm năng dạng thụ, dạng công ấy, thì lại có lợi ở trong hai lượt đầu. Nên nó khi mà xuất hiện ở lượt thứ ba, nó phải sử dụng cái bộ tiềm năng dạng kỹ này thì sẽ hợp với nó hơn. Nhưng mà chốt lại thì nó vẫn là một con tấn công nhé. Skill của nó vừa được búp lên thì bây giờ Y4 sao cũng tương tự như Y8 sao hồi trước. Và bây giờ thì mình sẽ review lại bộ skill của nó. Khi bắt đầu trận đấu thì Y nó sẽ xuất hiện ở dạng kén như thế này. Đây là một trạng thái vô hình, không thể bị tấn công hay bị nhận sát thương hay là bị nhận bất kỳ hiệu ứng nào cả. Ở trạng thái kén này, Y nó sẽ trừ đi toàn địch, đó là 50% tỷ lệ hồi máu. Và nó sẽ làm cho ngẫu nhiên một địch sẽ bị hóa đá trong vòng một lượt với tỷ lệ đó là 100%. Ở trạng thái kén này, thì trước khi Y đến lượt Y hành động thì Y nó sẽ trừ đi toàn địch, đó là 10% song công và 10% máu gốc để hấp thụ lại vào trong cái kén. Khi mà lượng hấp thụ máu của cái kén này đạt đủ 100% máu gốc của Y thì Y nó sẽ thoát ra cái kén này sớm. Còn nếu mà lượng máu mà hấp thụ chưa đủ để cái kén nở ra thì cũng đến lượt trước lượt 3 thì Y cũng sẽ tự động mở kén để thoát ra ngoài. Và khi mà Y mở kén thoát ra ngoài thì nó sẽ gây ra sát thương lên toàn địch bằng 120% PA attack của nó, giống như vừa rồi. Và sẽ đặt lên ngẫu nhiên một địch, đó là hiệu ứng nguyền rủa, đó là hình cái tay nó giơ lên. Y khi thoát ra ngoài thì nó sẽ ngay lập tức nhận 50% nhận 500 nộ và nó sẽ hấp thụ 50% các chỉ số mà nó đã cướp được khi ở trong kén. Các chỉ số cướp được ở trong kén vừa rồi đó chính là máu gốc và song công. Do đó Y có lượng máu với cả song công rất là cao. Ngoài ra cái đòn đánh đầu tiên của Y nó cũng sẽ gây ra hiệu ứng hơi thở hóa đá lên toàn địch với tác dụng đó là có 50% tỷ lệ làm toàn địch bị hóa đá trong vòng một lượt. Như bạn thấy là có hai con bị hóa đá này. Các đòn tấn công của Y thì sẽ tấn công vào địch nào mà có ít máu nhất ở hàng sau. Với skill 1 thì Y sẽ tấn công đơn mục tiêu với 100% SP attack và sẽ cướp vĩnh viễn của địch, đó là 10% song công và 10% tốc độ được cộng dồn đến 3 lần. Và nếu mà Y chết thì cái chỉ số mà Y cướp được sẽ trả lại cho địch. Skill 2 của Y thì sẽ tấn công đơn mục tiêu với 180% SP attack và đồng thời cũng đặt lên mục tiêu đó, đó là hiệu ứng nguyền rủa trong vòng 3 lượt. Hiệu ứng nguyền rủa này nó sẽ có tác dụng đó là nó sẽ làm cho địch đó là không thể hồi máu, và nếu mà giả sử nhận hiệu ứng hồi máu thì ngay lập tức sẽ bị nhận sát thương bằng 120% SP attack của Y và đó là sát thương thực. Và thêm nữa, cái hiệu ứng nguyền rủa này sẽ còn có tác dụng đó là cứ 10% máu của địch bị mất thì sẽ bị giảm đi 5% song công và sát thương nhận vào lại tăng thêm 5%. Địch bị nhận rồi dạy máu càng ít thì nhận sát thương vào càng nhiều và song công cũng giảm đi càng nhiều. Và đặc biệt nguyền rủa đây là một hiệu ứng bất lợi đặc biệt, không thể bị xóa bỏ, không thể bị sao chép hay là bị dịch chuyển sang một Pokemon khác. Đòn ulti của Y sẽ tấn công mục tiêu ít máu nhất ở hàng sau với sát thương đó là 500% SP attack và sẽ đặt lên mục tiêu đó và ngẫu nhiên hai địch ở hàng trước, hiệu ứng Deadling trong vòng 3 lượt. Deadling đây là một hiệu ứng đặc biệt không thể bị xóa bỏ này, nó sẽ có tác dụng đó là bất kỳ địch nào ở dưới hiệu ứng này bị tấn công thì 25% sát thương mà địch đó nhận sẽ lại chuyển lại cho hai địch còn lại. Do đó các bạn thấy là Y khi tấn công một địch thì có hai địch khác lại bị dính hiệu ứng, bị dính đam.
Sau khi ulti xong thì Y nó sẽ tiến vào trạng thái đó là không ngừng chém giết. Ở trạng thái này thì Y nó sẽ nhận được hai cái đôi cánh tử thần và trạng thái này sẽ tồn tại trong vòng một lượt. Ở trạng thái này thì Y nó sẽ cộng thêm đó là 30% tỷ lệ hút máu. Và cứ khi nhìn thấy địch nào mà đang dưới 25% máu thì Y ngay tức nó sẽ sử dụng một đôi cánh tử thần để lao vào địch đó tấn công. Với sát thương gây ra đó là 360% SP attack cộng thêm 50% máu mà địch đã mất lên đánh lên địch. Và đây chính là đôi cánh tử thần của Y. Và tác dụng dưới hiệu ứng đó là deadlink này, liên kết tử thần, đánh một địch hàng sau nhưng mà hai địch ở hàng trên cũng bị dính sát thương. Sau khi ulti xong tiến vào trạng thái không ngừng chém giết, đó là sẽ tấn công địch luôn như thế này. Dưới 25% máu là nó xông ra. Và nó đang còn một cái nữa. Và nó sẽ xông ra đánh tiếp luôn. Với sát thương cực kỳ cao. Chuẩn bị hết cái hiệu ứng không ngừng giết chóc thì Y nó vẫn sẽ sử dụng. Hai cái là đôi cánh tử thần vừa rồi vừa đánh lên một địch. Các bạn để ý lượng nộ của Y này. Cứ khi đồng đội nào mà bị tử trận thì ngay lập tức Y nó sẽ hấp thụ cái lượng nộ của đồng đội đó trước khi đồng đội đó chết để cho vào bản thân. Và đồng thời sẽ hồi cho bản thân đó là 15% máu. Và các bạn thấy Y nó đã tự đầy nộ, là vì vậy đồng đội chết nó đã hấp thụ nộ. Và bây giờ cái hiệu ứng của 4 sao của Y nó cũng giống như hiệu ứng 8 sao hồi trước, đó là cứ khi đồng đội nào hoặc là địch đồng đội nào bị chết ấy, hay là địch bị chết thì ngay lập tức Y nó sẽ hồi lại 15% máu và sẽ tăng vĩnh viễn cho bản thân đó là sát thương của đam SP hoặc là đam P attack. Vậy bây giờ 8 sao mới của nó sẽ có tác dụng như thế nào? Đó là khi mà nó thức dậy thì tỷ lệ hút máu của nó sẽ được cộng thêm 30% trong vòng 2 lượt. Và cái thứ hai đó là khi bây giờ nó giết được địch khi mà nó ở 8 sao thì ngay lập tức nó sẽ hóa kén tiếp cho nên lượt hành động kế tiếp, và cái này sẽ được kích hoạt một lần trong vòng một trận. Nội tại tiếp theo của Y đó là khi Y đánh lên địch nào mà đang bị hiệu ứng hóa đá thì nó sẽ gây ra sát thương phụ bằng 80% P attack của Y và sẽ bỏ qua của địch đó là 30% giảm thương. Ngoài ra Y nó còn hỗ trợ cho những Pokemon hệ bóng tối khi mà nó còn sống ở trên sân, đó là những Pokemon hệ bóng tối đều được tăng thêm 8% tỷ lệ hút máu. Và thêm nữa, những đồng đội hệ bóng tối của bạn khi tấn công địch nào mà đang bị hiệu ứng bất lợi hoặc là hiệu ứng khống chế thì sẽ được tăng thêm 10% sát thương. Thì bây giờ những con nào của bạn không lắp cái rune hút máu thì bạn vẫn có thể hút, có khả năng hút máu được, đó là nhờ tác dụng của Evento. Và đa số là toàn có hiệu ứng bất lợi hết, do đó Y nó cũng sẽ tăng thêm cho, coi như là tăng thêm cho tất cả những con hệ bóng tối hoặc hệ ma của bên bạn, đó là tăng thêm 10% sát thương khi đánh lên địch. Y hiện tại bây giờ khi vừa ra mắt sẽ là một con rất là tốt với khả năng đó là chặn hồi máu, hóa đá địch và rất là nhiều hiệu ứng bất lợi, trừ song công, trừ máu gốc và trừ tốc độ, giống như thế này. Toàn bộ các hiệu ứng do Y gây ra rất là tốt. Khi các bạn lên được 11 sao thì cái sát thương từ cái liên kết tử thần nó sẽ tăng lên từ 25% lên 35%. Và bây giờ cái đòn truy kích của Y nó sẽ có thêm hiệu ứng, đó là 50% sát thương mà đòn truy kích gây ra sẽ trừ thẳng vào máu gốc của địch trong vòng 2 lượt. Thì ngày trước mình đã nói là các bạn có thể lấy Y ở 4 sao nó cũng là tốt lắm rồi. Thì bây giờ với sự nâng cấp như thế này thì Y 4 sao bây giờ cũng không khác gì là Y 8 sao ngày trước. 8 sao bây giờ chỉ có đánh thêm, giết được địch thì lại hóa kén được đúng một lần thôi, cũng không có quá nhiều tác dụng cả. Cho nên Y bây giờ 4 sao
các bạn có thể sử dụng ổn rồi. Còn về sau thì y vẫn chưa có thể ở trong team được nữa, mà có rất là nhiều con khác ổn hơn. Đợt búp này nó sẽ chỉ có tác dụng nhiều hơn so với bản đài, bản tiếng Anh sắp tới, nhất là bản tiếng Anh. Y nó sẽ là một con khá là khó chịu. Cái này ngoài lề một chút, các bạn nghĩ là tốc độ của Y nó thì nó kiểu dạng như là càng cao nó sẽ tốt hơn không? Nếu mà ở trong Indigo chẳng hạn, mình chỉ lấy ví dụ thôi, con Y nào mà mở cánh ra trước thì con đấy nó sẽ thua.